tinh là mẹ của tất cả nhiệm màu. Quý vị nhiều người làm tôi rất cảm động. Với đức tin sâu đậm vào giáo lý minh sư, không phải vì nhục thể này, mà là vì giáo lý minh sư. Nhờ vậy, quý vị sống ở đời không bị bầm dập. Nhờ đức tin này mà quý vị lúc nào cũng được chở che. Như Chúa Giêsu đã nói, đức tin đã làm con lành bệnh. Matthew 9:22. Điều này cũng vậy. Đức tin có thể giúp quý vị vượt qua được rất nhiều, nhưng lòng tin là một cái khiếu chứ không phải muốn là được. Có người bị đầu độc quá lâu, dù cầu có lòng tin cũng không được. Thành ra những người này quý vị phải tội nghiệp. Đó không phải là lỗi của họ. Họ bị nhồi sọ với đủ mọi tư tưởng bởi những ảnh hưởng không tốt. Thành ra muốn đứng lên rất khó. Còn quý vị, những người may mắn, tôi nhìn quý vị mà vui sướng trong lòng, bởi vì quý vị thật tình không bị sao cả. Không phải vì quý vị tin tưởng nơi tôi, bởi chẳng có cái gì là tôi. Không phải quý vị tin tưởng nơi tôi mà tôi vui, tôi hãnh diện, không phải vậy. Tôi vui là vì quý vị không bị sao cả, vì quý vị được bảo hộ và quý vị hạnh phúc. Tôi không cần phải lo gì cho quý vị. Như vậy đỡ mất thời giờ và tôi có thể đi lo cho những đứa con bệnh tật khác. Bởi vì quý vị không bị gì cả, cho nên quý vị cũng có thể giúp đỡ tôi săn sóc cho những người mới vô, những kẻ ít mạnh hơn. Do đó tôi vui, không phải vì quý vị tin tưởng nơi tôi, tin hay không tin tôi. Nếu tin thì tốt cho quý vị, bởi vì đức tin là mẹ của tất cả nhiệm màu. Dù thầy của quý vị không tốt đi nữa, nhưng đức tin của quý vị tốt, như vậy là tốt cho quý vị. Thật sự là như vậy, bởi vì quý vị rất đơn thuần, trong sạch, thành ra mới có thể tin một người lạ, không họ hàng gì cả. Như vậy là quý vị tốt. Cái đó không phải là tôi giỏi hay không giỏi, chưa biết. Sư phụ cười. Mọi người nói sư phụ giỏi. Ý tôi muốn nói là tôi có thể giỏi hay tôi có thể không giỏi. Nhưng nếu quý vị tin tôi, tức là quý vị giỏi 100%. Nên biết như vậy. Tôi giỏi hay không giỏi, cái đó có lẽ khó mà biết được. Nhưng nếu quý vị tin tôi, tức là quý vị đã giỏi lắm rồi. Chắc chắn là tốt cho quý vị. Có nhớ chuyện tôi kể nói về thằng ăn trộm chạy tới không? Có một câu chuyện về một cặp vợ chồng không được hướng dẫn tu hành hoặc khát vọng đã lâu. Họ quyết định bây giờ già rồi, cần phải đi tìm đạo sư tu học, nhưng không biết tìm ai. Thế là họ vô rừng ngồi trong đó cầu nguyện. Họ hứa với Thượng Đế rằng ai đi ngang qua, người đầu tiên sẽ là thầy của họ. Một tên ăn trộm đi ngang qua. Mọi người cười. Nó bắt hai người ngồi yên chỗ đó và họ ngồi yên như vậy. Sau đó, Thượng Đế hiện đến. Đó là do đức tin của họ, bởi vì Thượng Đế có trong mình. Tôi không tạo ra Thượng Đế cho quý vị. Thành ra, nếu quý vị tin tôi, có nghĩa là quý vị đơn thuần. Dù tôi hay hay dở, quý vị đơn thuần đến nỗi quý vị tin tôi. Đức tin này sẽ bảo vệ quý vị khỏi mọi sự, làm cho quý vị trở thành một phước báo, một món quà cho thế giới này và thế giới mai sau. Bởi vậy, tôi mới vui chứ không phải vì quý vị tin tôi làm tôi vui. Tôi rất sung sướng được làm bạn với những người trong trắng, đơn thuần. Quý vị là một món quà của đời tôi. Đó là cả một hân hạnh. Vì thế mà tôi vui sướng. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm Vĩnh Đồng Đại Hàn vào ngày 13 tháng 5 năm 2000. Nguyên văn tiếng Anh. Bản tin số 120. Giáo lý chọn lọc đem thiên đàng xuống thế.
Hãy cố gắng quan tâm không phải là cho người khác, nhưng là cho chính mình, để nâng đẳng cấp quý vị lên một trình độ nhạy bén rất cao của ý thức. Chúng ta không thể mãi ở trong trình độ rất thô lậu, với cách xử sự lỗ mãng đối với hoàn cảnh và cảm xúc của kẻ khác. Nếu chúng ta quan tâm đến tình cảm và nhu cầu của kẻ khác, như vậy không có nghĩa là chỉ tốt cho người đó hay cho những người khác, mà cũng tốt cho chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta là những linh hồn cao đẳng, chúng ta rất nhạy cảm. Trước khi người khác mở miệng, chúng ta đã hiểu. Có nghĩa rằng chúng ta đã đạt đến đẳng cấp Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Theo kinh giảng, trên cõi Tây phương cực lạc, người ta không cần nói chuyện, mỗi người đều câu thông với ý muốn và sự diễn đạt của kẻ khác thật hoàn hảo. Chúng ta phải đem thiên đàng xuống thế và không đợi đến khi chết để được lên đó. Chạy đến một đẳng cấp nào ở đâu đó và buông bỏ thế gian là một quan niệm sai lầm. Chúng ta phải làm tốt đẹp cho thế giới bằng tất cả khả năng của mình. Nếu không, chúng ta không những đã không nâng cao được chính mình mà còn làm hại thế giới. Chúng ta khiến cho nó tệ hại hơn. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại trung tâm New Jersey, Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 6 năm 1992. Nguyên văn tiếng Anh, bản tin số 120. Giáo lý chọn lọc, mỗi phút giây đều quan trọng. Khi chúng ta là người tốt, thanh tịnh, thân khẩu ý trong từng giây phút của từng giờ, tất cả 10 phương chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều ở cạnh bên chúng ta. Tất cả các thiên thần và long thần hộ pháp đều ủng hộ chúng ta. Khi thân khẩu ý chúng ta tinh khiết, ngay tại lúc đó, toàn thể vũ trụ là của chúng ta, ủng hộ chúng ta, và một nghe vàng được sắp sẵn để chúng ta an tọa. Nhưng khi chúng ta có một tư tưởng không chính đáng, chúng ta hấp dẫn đủ loại chướng ngại, cũng như là những từ trường khác lạ, xấu xa, đem đến sự đau khổ cho chính mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 8 tháng 9 năm 1991. Nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 120. Giáo lý chọn lọc, sự khác biệt giữa thánh và ma. Có lực lượng nhưng không có tình thương sẽ trở thành ma. Sự khác biệt giữa thánh và ma rất vi tế. Cả hai đều có lực lượng, ngoại trừ bậc thánh có tình thương và ma thì không. Ma rất ích kỷ, hay đòi hỏi và lấy đi tất cả mọi thứ. Ma chỉ biết chỉ trích nhưng không có lòng khoan dung. Bậc thánh cũng chỉ trích nhưng cũng có lòng khoan dung. Bậc thánh chỉ trích đúng lúc để khuyến khích kẻ khác tiến bộ và hiểu được khuyết điểm của họ. Bậc thánh thể hiện đức kiên nhẫn, lòng khoan dung khi thích đáng để cho kẻ khác có thể tiếp tục sống và không mang cảm giác tội lỗi. Cho nên, trở thành bậc thánh có nghĩa là sở hữu được những phẩm chất linh động và đa diện. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 19 tháng 10 năm 1990. Nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 120. Giáo lý chọn lọc, khai ngộ nhanh chóng cho những kẻ tinh khiết, đơn thuần. Nếu muốn hoàn toàn khai ngộ, tâm quý vị phải như trẻ thơ. Từ đó, mọi việc đều tinh khiết và đơn thuần. Theo cách này, quý vị sẽ đạt khai ngộ nhanh chóng hơn. Nếu quý vị rất rắc rối, phức tạp, đấu tranh quá nhiều, tranh luận quá nhiều, để tâm quá nhiều vào đúng và sai, xem chuyện được thua quá quan trọng. Vậy đừng trách sư phụ nếu quý vị chậm khai ngộ và quý vị đã tự đem tất cả những phiền phức này đến cho chính mình. Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại phi trường quốc tế Đào Viên
Vào ngày 9 tháng 4 năm 1991, Nguyên văn tiếng Trung Hoa, bản tin số 120.